Xin chào tất cả các bạn. Chúng mình là những người đại diện cho bên trung tâm làm đẹp Thành Viện Áo Cưới Hiếu Paris. Đây là bạn Hương, bạn là người đại diện cho bên phòng trang điểm cũng như bên salon tóc của trung tâm. Xin chào các bạn, mình rất vui khi được đại diện ở bên phòng trang điểm cũng như bên salon tóc của trung tâm làm đẹp Thành Viện Áo Cưới Hiếu Paris. Đối với make up, đây mình vẫn cảm nhận những trang màu trẻ tươi, mới mẻ, hiện đại. Cũng như bên salon tóc, đây mình cũng luôn cảm nhận những kiểu tóc mới mẻ, trẻ trung nhất dành cho các bạn. Khi make up, đây mình luôn cùng chọn những màu cao cấp nhất để mang đến cho các bạn một lớp make up mềm và tự nhiên. Cũng như bên salon tóc, mình đây mình cũng sử dụng những màu sắc tốt nhất và có nhiều dưỡng chất để mang đến cho các bạn một mái tóc mềm mượt bồng bềnh. Khi các bạn đến và sử dụng dịch vụ bên mình, mình sẽ đảm bảo với các bạn rằng các bạn sẽ hài lòng và làm được các trang điểm như bên salon tóc của mình. Và tiếp theo là bạn Thế, bạn là đại diện cho bên chúng bạn là bên phòng photoshop của trung tâm. Chào cả bạn, mình rất vui khi được làm đại diện cho bên chúng bạn và photoshop của trung tâm làm đẹp Thành Viện Áo Cưới Hiếu Paris. Và bên mình luôn đầu tư cho những cái máy móc hiện đại và luôn luôn học hỏi cập nhật những mẫu ảnh mới nhất. Bên cạnh đó thì chúng bạn hãy giúp chúng mình luôn hướng đến những các photo để những bức ảnh tự nhiên thoải mái và lưu lại tương lưu lại những ảnh yêu thương. Đây là một nghề đòi hỏi phải có trách nhiệm, sự tận tụy chu đáo, sự cống hiến hết mình, sự nhiệt tình và vui vẻ ăn ở công ty khách hàng. Chúng tôi hứa tất cả các bạn sẽ hài lòng nhất khi đến với trung tâm Hiếu Paris.